Sáng ngày 19 tháng 7, một vụ nổ khí gas đã xảy ra tại tòa nhà 6 tầng thuộc khu dân cư ở quận Bắc Thần, Thiên Tân, khiến tòa nhà bị hư hỏng nặng. Hiện tại được biết có 11 người bị thương, 3 người mất tích, không ai bị thương nguy hiểm đến tính mạng và công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Theo Bắc Kinh Nhật Báo, vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 19 tháng 7, một vụ nổ khí gas đã xảy ra tại một khu dân cư lâu đời ở Hoàng Nhan Lý, thị trấn Thiên Mục, quận Bắc Thần, Thiên Tân, khiến tòa nhà bị hư và 11 người bị thương, không có ai thiệt mạng. Sau hơn 4 giờ cứu hộ, một người đã được nhân viên cứu, một người khác đang được cấp cứu và ba người đang mất tích. Theo báo cáo từ tờ báo cấp mục, ông Trương, một cư dân ở tòa nhà số 4 khu Hoàng Giang Lý, Thiên Tân cho biết, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 19, gia đình họ bị đánh thức bởi một tiếng động lớn khi họ đang ngủ. Ông Trương nói Tôi tỉnh dậy, nhìn ra thấy cửa sổ ở lan can phòng bếp bị vỡ nát, dưới đất toàn là mảnh vỡ thủy tinh. Ông Trương cho biết thêm, ông và gia đình đã nhanh chóng chạy xuống cầu thang, nhìn thấy tòa nhà số 3 bên cạnh xảy ra một vụ nổ và một số bức tường đã sụp đổ. Sau khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, những người bị thương đã được đưa lên xe cấp cứu. Tính đến 9 giờ ngày 19, vẫn còn người mắc kẹt trong tòa nhà xảy ra vụ nổ, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Một người dân nói với phóng viên Elab và News rằng, vụ nổ xảy ra ở tòa nhà số 3 của khu dân cư. Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn vào buổi sáng và tôi cảm thấy cửa sổ rung chuyển. Tôi nghĩ đó là một trận động đất. Cư dân ở đó cho biết, tòa nhà số 3 trông đã bị hư hỏng nặng, phía trước nứt toạc, phía sau thì bị đổ sập. Nhân viên của Trung tâm Quản lý Khẩn cấp Thiên Tân cho biết, các nhân viên đang xử lý hiện trường, nguyên nhân vụ tai nạn và số người thương vong đang được điều tra làm rõ. Một cư dân mạng cho biết, chủ nhà không ngất trong nhà vệ sinh, không những mất tiền thuê nhà, không những mất nhà mà còn phải bồi thường nữa. Một vụ nổ do khí gas khác đã xảy ra ở Thiên Tân vào tháng trước, vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 21 tháng 6, một vụ tai nạn nổ gas đã xảy ra gần ngã tư đường Bắc Thành Đông và đường Ngô Tô, quận Bảo Trì, Thiên Tân. Khi đó, 23 người bị thương, trong đó có 3 người bị bỏng nặng, 15 người bị thương nhẹ. Cục quản lý khẩn cấp quận Bảo trì đã ra thông báo cho biết, vụ tai nạn xảy ra do rò rỉ khí gas do xây dựng trái phép.